ai mà chưa hưởng đấy mà lấy hôm nay ngày xưa 800 ấy đấy tiểu lạc chụp ảnh nên nhóm không hưởng mới biết bảo là ông siêu đi bà ông siêu đi bà chim nên là mình lấy được à mất cả sáo mới tiếc sao đâu buổi chiều miền quê mát mẻ đứng đâu mày đây ra đâu mày ra đâu mày chạy ra đâu mày đứng đâu mà có lều chạy ra đâu mày chạy ra đâu tao hơi tay đừng có tay để cũng cái cháu này dây dài bao nhiêu mét? Dây dài á, em không biết. Được 100 mét không? Hơn. Hơn quá. Từ đã, phải tỏ dây á. Tìm một cái que để tỏ dây ra đi. Người đó. Từ từ. Đặt xuống đây mà tu hơn. Anh cho anh mượn, cho anh mượn. Từ đã. Không còn, không còn. Mình để cái đi gãy ngay. Mình điên rồi. Ủa mạnh đâu? Tỏ ra lên ôi đâm xuống rồi. Gần lên rồi. Thả dây ra. Lên rồi, lên rồi. Kiểu nó kéo cả người đi à. Lôi cả một thằng lúa luôn. Ướt hết rồi. Đây là xô dây. Ủa có xô sợ là rơi à? Nếu mà trường hợp mà có nó kéo cả người đi là ôm xô phải không? Đây là quê hương của tôi. Đây anh giữ cho mày cái xô. Đây. Ôi đồ căng này, anh cầm giữ ra được, giữ tay. Đây nhanh lên, nhanh. Một tay là sao? Mình chưa thả đâu. Chưa. Thả nhá. Được rồi. Không được ăn nữa. Ây ạ, ui ra tay rồi. Đây mạnh siêu nhân. Đó, đau một lúc nữa đâu. Thế đau một lúc kia
lát lên lúa rồi. Bên đây kia nhảy một lát lên lúa rồi. Cao bao nhiêu mét à? Mặt dài bao nhiêu mét à mày? Đâu? Diều tổng 25 phải không? Dây dài bao nhiêu mét? Gió rất là mát luôn. Ok, mấy người giữ. Đi dưới đất nó bay đỉnh núi ấy. Buộc vào đây là cửa đứt dây đấy. Buộc cái cửa đứt dây đấy. Bây giờ mình buộc vào xe ấy. Buộc vào xe đuôi xe này. Thả ra chơi đi. Dây dài đấy. Cầm que với cho mẹ kìa. Ồ thôi đấy thôi. Leo lên nó bị lấy hồi rồi. Bỏ đây á. Lôi người đi rồi, lôi người đi rồi. Ra đợi cho lâu á, không lôi người. Dạ, không lôi được. Dắt tay. Đi ở đây đi. Xong đi bằng tay vào. Có tất cả bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, 7 con. Dài nhỉ? Bây giờ một đầu tay nhỉ? Tay có đuổi đâu? Chạy sao ạ?